mình đi, từ nay anh không được đòi vớ vẩn nữa nghe chưa. Ôi, tính năng tay cày hả? Đã bảo là không đáng bao nhiêu, Yến tặng, mình cứ nhận đi. Em làm anh muốn khóc theo em. Cô đoán sai, thì cô sẽ phải mời tôi đi ăn. Ok. Mặc sức, mặc sức. Ngừa rồi, cô chính thức đã thua.